Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gia Quang, huyện Gia Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra buổi lễ khánh thành nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký. Nhà máy với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại tổng hợp Tân Ký. Về dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị, ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Gia Linh và các đồng chí Phó trưởng ban khu kinh tế cùng các cán bộ phòng ban khu kinh tế, đại diện lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đại biểu quý khách và toàn thể công nhân viên nhà máy tham dự buổi lễ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là đã đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên thầy Tân Ký chọn Quảng Trị để đầu tư một nhà máy viên nén tại Quảng Trị hoàn toàn chính xác. Phải là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái thứ hai là tiên hoàn, Đảng bộ chính quyền Quảng Trị luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp, luôn luôn ủng hộ doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên từ khi cấp chủ trương đầu tư cho đến như vậy là khởi công chỉ có 9 tháng thôi. Và đúng ra theo quyết định chủ trương đầu tư là tháng 11 này mới khánh thành. Nhưng Tân Ký rất quyết tâm, được sự hỗ trợ rất mạnh của lãnh đạo tỉnh, của ban quản lý khu kinh tế, của các ngành liên quan và huyện Gio Linh. Cho nên hôm nay chúng ta khánh thành trước 5 tháng, đúng vào dịp. Và là cách đây còn khoảng mấy ngày nữa, từ đêm 30 chúng ta tổ chức kỷ niệm lễ 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị. Cho nên tôi cho rằng nó là thiên thời địa lợi nhân hòa, và tôi cho anh Trần chọn Quảng Trị là hoàn toàn đúng. Tại đây đã diễn ra lễ ký kết giữa công ty Tân Ký với khách hàng Nexim Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh. Sự hợp tác này là điểm đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác không ngừng phát triển của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị nói chung và công ty Tân Ký nói riêng. Với mục tiêu hoạt động sản xuất viên nén từ gỗ tận thu, quy mô nhà máy là 120 tấn một năm sản xuất viên nén, dự kiến kinh doanh đạt được là 450 tỷ đồng một năm và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân với mức thu nhập bình quân là 8 triệu đồng một người một tháng. Sau 10 tháng kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư đã nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng, hoàn thành nhà máy và đưa vào vận hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đây cũng là một trong 6 công trình trọng điểm nhằm chào mừng 30 năm tỉnh Quảng Trị được tái lập năm 1989-2019. Nhà máy sản xuất viên nén Tân Ký đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khu vực huyện Gia Linh và tạo ra cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp, người dân tỉnh Quảng Trị.